Gia Quý Phi chính là mồi lửa để cái ác ẩn sâu trong lòng Yến Uyển bùng nổ. Đầu tiên nói đến mẹ đẻ của Vĩnh Thành, Gia Quý Phi Kim Ngọc Nghiên. Gia Quý Phi Kim Thị ở trong lịch sử có xuất thân Hán Bát Kỳ bao con nhộng, thân phận cũng không được cao quý, nhưng lại có thể vào cung hầu hạ hoàng đế. Ở trên phim thì được chuyển thành quý nữ Ngọc Thị. Ngọc Thị là gì? Kỳ thật, chỉ cần đọc qua nguyên tác thì cũng rất dễ dàng hiểu được từ này. Trong tiểu thuyết nguyên tác, Kim Thị là nữ tử mà Lý Thị Triều Tiên, một triều đại của Triều Tiên phong kiến tiến hiến. Lúc cải biên thành phim thì vì tránh những phiền toái không cần thiết mà được sửa thành Ngọc Thị. Ở thời phong kiến, Lý Thị Triều Tiên là nước phụ thuộc vào Đại Thanh, phải dựa vào hơi thở Đại Thanh. Mà bây giờ thì cả hai đều trở thành hai nước độc lập. Hơn nữa, chuyện xuất thân Triều Tiên của Kim Thị vốn là chuyện hư cấu, cho nên cũng không cần bàn đến chuyện nó là lịch sử. Nếu dựa vào nguyên tác thì vương tộc họ Lý chính là Lý Triều, Kim Thị là quý tộc thế gia. Gia Quý Phi không phải là công chúa Lý Triều mà là quý nữ, cho nên khi còn trẻ, Gia Quý Phi đã có thể được gả cho Thế tử Lý Triều. Nhưng mà vì chính trị, Thế tử lại đem nàng dâng cho hoàng đế mẫu tộc, điều đó cũng là bình thường. Trong phim, Gia Quý Phi vì yêu Thế tử Ngọc Thị, sau này trở thành vương gia, nàng đều làm hết thảy mọi chuyện, tất cả đều vì vương gia Ngọc Thị. Chỉ là vương gia chỉ xem nàng là quân cờ có thể lợi dụng được, thì làm sao có được chân tình. Gia Quý Phi cuối cùng bị biếm làm thứ nhân, trong cơn cô độc tuyệt vọng mà chết đi. Các hậu phi được sủng ái trong Như Ý Truyện như Hiếu Hiền Hoàng hậu, Tuệ Quý Phi, Nghi Tần, Mai Tần, Thư Phi, Gia Quý Phi, Như Ý, Lệnh Phi đều có kết cục vô cùng bi thảm, không ai có kết cục tốt đẹp. Đấu đi đấu lại, bất quá cũng chỉ là xiêm y cho Càn Long. Người có thể chết già trong cung chỉ còn có Uyển Tần, nhưng cả đời nàng đều vô sủng, luôn giữ khuôn phép. Đây là chiều sâu trong Như Ý Truyện. Đây chính là cái gọi là ngàn bóng hồng cùng khóc, vạn vẻ đẹp đều buồn. Hậu cung chính là nơi người không ra người. Từ xưa, nữ tử trong chốn hậu cung không mấy ai có kết cục tốt đẹp. Hoàng tử trong lúc tranh đấu cũng có quan hệ với mẹ đẻ. Mẹ đẻ được sủng ái, nhà ngoại tổ có thân phận cao, con quý nhờ mẹ tất nhiên là rất tốt. Nhưng mẹ đẻ có thể hiểu được triều chính, hiểu được tâm tư hoàng đế thì mới quan trọng hơn. Ví dụ Du Phi trong Như Ý Truyện có xuất thân thấp hèn, mà nàng lại vô sủng, chỉ là nàng có thể nhìn thấu hết mọi chuyện. Gia Quý Phi không phải là mẫu thân như Du Phi, nàng cũng không phải là nơi con mình có thể mượn lực. Tuy rằng nàng xuất thân cao quý, nhưng điểm này cũng là chỗ thiếu hụt của nàng. Nhìn chung trong lịch sử Trung Quốc, mẹ đẻ thái tử là dị tộc thật ra cũng có, nhưng mẹ đẻ có xuất thân dị quốc là không có. Ngọc Thị lúc này được xem như là dị quốc. Hoàng đế không thể lựa chọn đứa con có mẹ đẻ xuất thân dị quốc làm thái tử, vô luận đứa con này có bao nhiêu tài năng vĩ đại đi chăng nữa, bởi vì chính là phòng ngừa đế quốc sau này rơi vào tay dị quốc. Cho dù Ngọc Thị không phải là dị quốc đi chăng nữa, nhưng nếu mẫu tộc của thái tử quá mức lớn mạnh, ngoại thích chuyên quyền thì hoàng đế sẽ cảm thấy bị uy hiếp, ảnh hưởng đến quyền lực của mình. Sau này về già thì sẽ bị ngoại thích chuyên quyền, là tai họa cho Giang Sơn, cho nên bình thường hoàng đế sẽ luôn phòng bị. Tiếp theo là mục tiêu của Gia Quý Phi không được rõ ràng. Nàng một lòng một dạ đặt vương gia Ngọc Thị ở trên người, muốn con mình trở thành thái tử cũng là vì vương gia Ngọc Thị. Nam nhân quý tộc ở thời phong kiến có rất nhiều hấp dẫn, nhưng về tư tưởng thì lại không có việc chung tình với nữ nhân. Bọn họ giỏi về cân nhắc lợi hại đều là vì lợi ích của bản thân. Tình cảm Gia Quý Phi ký thác đã bị sai lầm, lại làm cho hoàng đế và các phi tần khác đều cảm giác nàng coi trọng nhất là ích lợi của Ngọc Thị. Bởi vậy, tất cả mưu kế của nàng đều trở thành hư không, cũng là kết cục hiển nhiên. Thứ ba là Gia Quý Phi là người ngoại tộc, cho nên ít đọc sách sử, lại là nữ tử khuê cát, kiến thức hữu hạn, cho nên rất khó nắm chắc được tâm tư thâm trầm của hoàng đế, cũng như tình thế vi diệu của triều chính. Thứ tư là lúc ban đầu Gia Quý Phi đều dựa vào Phú Sát Lan Hoa, xem đây là nơi cẩn mật mà dùng mưu kế. Phú Sát Lan Hoa và Cao Hy Nguyệt lại có chỉ số thông minh không cao, cho nên những mưu kế nho nhỏ của nàng cũng thực hiện rất dễ dàng, cũng như có được hiệu quả. Sau này hai người đó mất đi, nàng nghĩ bản thân mình có năng lực rất mạnh, lại có được ba người con trai, cho nàng tự mãn mình tài giỏi.
không thích thân cận với bất cứ ai trong cung, thậm chí trở thành kẻ địch của tất cả mọi người trong cung. Nếu như xảy ra việc gì thì không có kẻ nào có thể giúp nàng nói chuyện, thậm chí tất cả mọi người lại dùng một cước đạp nàng xuống. Đây là hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm, nhưng đáng tiếc nàng lại không hiểu được. Thứ năm là khi Hiếu Hiền Hoàng hậu thấy Vệ Yến Uyển có nét giống với Như Ý, cho dù tâm tình nàng chán ghét nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài. Gia Quý Phi vì làm cho Hiếu Hiền Hoàng hậu cao hứng cho nên mới đưa Yến Uyển đem về cung của mình để giáo huấn ngược đãi, mà vốn dĩ chuyện này lại ảnh hưởng đến thanh danh của chính mình, đồng thời lại làm sai cung quy. Thế nhưng sau này dường như Hiếu Hiền Hoàng hậu không hỏi đến chuyện này, cũng đã quên trong cung có người tên Yến Uyển. Nhưng Gia Quý Phi lại quanh năm suốt tháng hành hạ Yến Uyển, thật sự là tâm lý Gia Quý Phi có vấn đề. Nếu nói Gia Quý Phi hành hạ Vệ Yến Uyển để làm nhục nhã Như Ý thì hành động này cũng cực kỳ ngu xuẩn, bởi lẽ Như Ý có được sự yêu thích của hoàng đế. Nếu như khiến Yến Uyển không được thoải mái thì Như Ý cũng sẽ không thoải mái và hoàng đế cũng sẽ không thoải mái. Cho dù Yến Uyển có là phi tần đi chăng nữa thì Gia Quý Phi cũng không cần gây oán kết thù làm gì. Có người nói bởi vì Vệ Yến Uyển xinh đẹp sẽ chiếm được sủng ái hoàng đế cho nên Gia Quý Phi mới liều mạng trừng phạt nàng. Nhưng mà Gia Quý Phi lại quên mất một đạo lý, nếu như Yến Uyển là người như vậy thì càng nên cẩn thận xử lý. Tục ngữ có nói chớ đuổi chó chạy cùng đường, núi không di chuyển nhưng nước sẽ di chuyển, sẽ có lúc gặp lại nước từ trên núi chảy xuống, cho nên giữ cho người khác một đường lui luôn là điều tốt nhất. Vệ Yến Uyển ngay từ đầu đã cẩn thận tìm cho mình một con đường đi tốt nhất. Cơ bản nàng không muốn đắc tội với Gia Quý Phi. Tuy rằng sau này nàng ta đều luôn làm chuyện ác, nhưng đó là chuyện sau này. Nếu như bản thân người khác rơi vào trường hợp của Yến Uyển thì hành xử cũng sẽ như vậy. Có thể nói Gia Quý Phi chính là mồi lửa khiến cho cái ác ẩn sâu trong lòng Yến Uyển bùng nổ. Có hoàng tử thực sự dễ dàng trở thành thái tử, nhưng cũng có người lại gặp muôn vàn khó khăn. Tất cả đều có quan hệ vào tuổi thọ, sức khỏe, năng lực, tính cách của hoàng đế đương triều. Vì sao ở thời Khang Hy lại xuất hiện cửu vương đoạt đích? Bởi vì Khang Hy đế sống quá lâu, lại cầm quyền trong thời gian quá dài. Hoàng tử lại có rất nhiều, Khang Hy lại có năng lực khống chế quyền thế. Chuyện này cũng xuất hiện ở thời vua Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, và tất nhiên thời Càn Long cũng vậy. Cho nên vị hoàng tử nào của Đường Huyền Tông, Khang Hy đế sớm trở thành thái tử thì đều không có kết cục tốt đẹp. Thậm chí vị hoàng tử nào có ý nghĩ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thì cuối cùng cũng đều thất bại. Ví dụ như Thọ Vương Lý Mạo của Đường Huyền Tông, Bác A Ca Giận Tự của Khang Hy. Người nào dễ dàng trở thành thái tử, hơn nữa lại có địa vị củng cố, là khi hoàng đế không được sống thọ, thân thể không khỏe, không nhiều hoàng tử. Ví dụ như Tống Chân Tông, Ung Chính Đế, cho nên Càn Long Đế mới dễ dàng trở thành hoàng đế như vậy. Cho nên đứa con của Gia Quý Phi có thể nói là không gặp thời vận tốt, nếu không muốn nói là quá xấu. Vì sao Càn Long Đế lại chọn Thập Ngũ A Ca, sau này là Gia Khánh Đế làm thái tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế? Bởi vì Gia Khánh Đế tuổi quá nhỏ, so với tuổi của vài đứa cháu của Càn Long Đế thì còn nhỏ tuổi hơn. Như vậy nếu như hai người tranh đấu mà xảy ra thương tổn thì cũng không có nhiều. Cho dù là như thế, sau khi Càn Long Đế thoái vị thì vẫn còn nhúng tay vào triều chính. Gia Khánh căn bản không có thực quyền, qua đây cũng thấy được dục vọng khống chế quyền lực của Càn Long Đế vô cùng lớn lao. Cho nên nếu ở trước mặt hoàng đế mà không biết khiêm nhường thì sẽ khiến cho hoàng đế bất mãn, cuối cùng đánh mất tất cả tiền đồ. Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương chính là ví dụ rõ nhất. Vì sao tục ngữ có câu thiên gia vô phụ tử, tức là gia đình hoàng gia không có tình cha con, nhưng ở gia đình bình dân thì cha con lại vô cùng hòa thuận vui vẻ. Vì quyền lực làm cho hoàng đế đứng trên đỉnh núi không người, một mình giữ lấy tất cả tài nguyên quốc gia, không muốn có người khác tranh đoạt với mình, kể cả đứa con của mình. Mà cuộc sống gia đình bình dân thì khác, quá mức khổ cực, chịu bao khi dễ của người ngoài, cho nên người cha luôn hy vọng đứa con của mình có thể kết thành đồng minh huyết thống, cùng mình ra ngoài tranh đoạt tài nguyên càng nhiều càng tốt, có như vậy bọn họ mới có thể sống tốt. Quay trở lại Như Ý truyện, Vĩnh Thành lại là hoàng tử không biết giấu tài, lại có tâm tư tính kế hãm hại Càn Long, cho nên hắn sẽ không bao giờ có cơ hội có được ngôi vị thái tử. Chi tiết thất bại của Vĩnh Thành. Trong Như Ý truyện có một chi tiết, Vĩnh Kỳ vì thể hiện lo lắng cho Đoan Thục trưởng công chúa mà Vĩnh Thành vội vàng đi tố giác huynh đệ của mình,
để lấy lòng Càn Long. Điều này thật sự quá nhỏ nhen và ngu ngốc. Bởi lẽ tuy rằng ban đầu Càn Long không vui bởi vì ảnh hưởng đến đại kế triều chính của hoàng đế, sẽ có tổn hại đến ích lợi của Càn Long ở một mức độ nào đó, nhưng sau một thời gian, Càn Long sẽ cảm thấy tin cậy Vĩnh Kỳ. Một điều sai lầm của mẹ con Gia Quý Phi chính là không biết lấy lòng Thái Hậu. Chuyện Vĩnh Kỳ bên vực Đoan Thục trưởng công chúa tuy rằng khiến cho Càn Long cảm thấy không vui, nhưng lại làm cho Thái Hậu yêu thích. Thái Hậu là ai? Có thể nói là người đứng đầu hậu cung, đôi khi có thể tác động đến việc triều chính. Tuy rằng Càn Long là người đam mê quyền lực, nhưng đôi khi cũng phải nhún nhường trước Thái Hậu. Mẹ con Gia Quý Phi chỉ biết nhìn thấy Càn Long, nhưng lại không hề để mắt đến Thái Hậu. Người trên đỉnh núi hoàng quyền sợ nhất là mất đi quyền lực, nhưng cũng là người mất đi rất nhiều tình cảm thân tình. Bởi vậy sau này, Càn Long coi trọng Vĩnh Kỳ, tin rằng sau này chính mình bệnh tật hoặc là già nua thì Vĩnh Kỳ có thể thay hắn đảm đương khống chế thế cục. Bác A Ca té ngựa là Vĩnh Kỳ phụ trách chăm sóc. Tuy rằng có người hãm hại, nhưng lúc này đây, tất cả mọi người đều tin tưởng Vĩnh Kỳ là huynh đệ thân thiện, sẽ không dám làm chuyện như vậy, cho nên tất cả đều muốn tìm cách giúp hắn. Còn mẹ con Gia Quý Phi lại không có lòng kết thiện duyên, cho nên sẽ không có năng lực chống cự những chuyện này. Gia Quý Phi thông minh, biết rõ phương diện tặng lễ cho các đại thần trong triều để nói đỡ giúp mình. Nếu không xuất tiền, không thu được lợi, việc này vừa là chuyện tốt mà cũng là chuyện xấu. Trong lịch sử cũng đã xảy ra nhiều chuyện tương tự, ví dụ như cửu vương đoạt đích, bác A Ca của Khang Hy bởi vì có sức ảnh hưởng quá lớn, va chạm với lợi ích của Khang Hy cho nên cuối cùng bị biếm. Nhưng là ở thời Lưu Bang muốn phế thái tử Lưu Doanh, nhưng hắn lại biết được Lưu Doanh có được sự ủng hộ của triều thần, lại có khả năng phụ trợ, cho nên thu hồi lại suy nghĩ phế Lưu Doanh. Có thể thấy được rất khó đánh giá chuyện tặng lễ vật cho các triều thần là tốt hay xấu. Trong lịch sử cũng có một nhân vật tương tự như vậy, đó chính là Tống Giang. Tống Giang là một quan lại nhỏ bé nhưng lại chiếm được ủng hộ của phần lớn hào kiệt, trở thành người lưu danh trong lịch sử, trở thành đầu lĩnh của 108 vị anh hùng lương sơn bạc. Tất cả đều là nhờ vào khả năng làm người khác vui vẻ. Tống Giang được người trong giang hồ xưng là mưa đúng lúc, tức là giúp đỡ đúng lúc. Gia Quý Phi rộng rãi ban tặng lễ vật, thập phần hào phóng, thoạt nhìn rất giống Tống Giang. Nhưng nếu xem xét kỹ lưỡng thì thời điểm Gia Quý Phi tặng lễ vật lại không đúng lúc chút nào. Nàng là vì muốn lòng người lung lạc mà tặng lễ vật. Việc tặng lễ vật này bất quá chỉ là dệt hoa trên gấm, rất thua kém việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ở trong phim, Lệnh Phi thông minh hơn Gia Quý Phi. Nàng biết đem một số ít bạc đủ dùng cho Điền Mama đang còn gấp. Tất nhiên, Điền Mama rất dễ dàng cảm động, chịu sự sai khiến của Lệnh Phi. Tặng lễ vật tất nhiên không ai từ chối, nhưng người chút địa vị thì họ đã đủ cao quý, không cần nhận lấy lễ vật để tham dự vào cuộc tranh đấu, mà Gia Quý Phi tặng quà là muốn nhận được đáp lễ. Hàm Thân Vương Giận Bí là đứa con nhỏ tuổi nhất của Khang Hy, là thúc thúc của Càn Long Đế. Tuy rằng Hàm Thân Vương nhỏ tuổi hơn Càn Long, Hàm Thân Vương sinh năm 1716, còn Càn Long sinh năm 1711, nhưng đây là trưởng bối mà Càn Long Đế vô cùng tín nhiệm. Người như vậy thì chỉ muốn an hưởng phú quý lâu dài, chứ không cần lễ vật của Gia Quý Phi. Địa vị phúc tấn của Hàm Thân Vương cũng rất cao quý, cho nên khi nhận được lễ vật thì lập tức đi gặp Càn Long bẩm báo. Gia Quý Phi tặng lễ vật cho triều thần là điều không sai, nhưng cái sai ở đây là tặng sai người. Gia Quý Phi cũng coi là người thông minh, nhưng lại không hiểu rõ thế cục, không hiểu rõ phúc tấn của Hàm Thân Vương, cho nên vẫn kém một bậc.